Sung Song Ji lộ bài đăng bất thường trước khi tự kết thúc cuộc đời, lý do vẫn được gia đình dự kiến. Theo Korabu, hôm 23 tháng 9, Jeon Jong-ji qua đời từ ngày 9 tháng 9, song thông tin này chỉ được mẹ của cố nghệ sĩ xác nhận mới đây. Mẹ ruột của Jeon Jong-ji khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tiết lộ nam diễn viên chính ít tự tử ở tuổi 30. Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào hôm 9 tháng 9, chỉ 4 ngày sau sinh nhật của anh. Trên Twitter, một tài khoản tự nhận là mẹ ruột của cố nghệ sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Tôi là mẹ của Jeon Jong-ji. Con trai tôi, Jong-ji, đã tự kết liễu đời mình. Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này." Đính kèm với bài đăng là hình ảnh mẹ cựu thí sinh Produce 101 mặc đồ tang, cúi đầu ôm di ảnh con trai. Em gái của Song Nam cũng đăng một bài viết về sự ra đi của anh lên tài khoản Instagram, nhưng sau đó đã đặt ở chế độ riêng tư. Gia đình không tiết lộ nguyên nhân khiến anh đi đến quyết định cực đoan. Jeon Jong-ji sinh năm 1992 là một ca sĩ diễn viên sân khấu gia nhập làng giải trí chưa lâu. Jeon Jong-ji được biết đến nhiều nhất nhờ xuất hiện trong chương trình Produce 101 mùa 2 2017, song chỉ dừng chân ở vị trí 64. Anh cũng thử sức với vai trò diễn viên nhạc kịch và ghi dấu ấn với vở Prison and Extent of Love. Sau năm 30 tuổi nhận được giải thưởng ngôi sao Hallyu tại Hallyu Selection Organizing Committee Award 2017, tổ chức buổi fan meeting đầu tiên vào năm 2018. Sáng 24 tháng 9, một bài đăng mới bất ngờ xuất hiện trên trang Instagram cá nhân của nam diễn viên Jung Jong-ji, người vừa qua đời không lâu trước đó. Bài đăng mới là một bức ảnh màu đen cùng dòng trạng thái: "Tôi không thể đi vì trời mưa, tôi buồn. Tôi ghen tị khi thấy bạn bè của mình thành công. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại bởi những tin đồn kỳ lạ ồn ào từ phía công ty quản lý. Tôi đã rời công ty và mọi người chỉ chửi rủa tôi. Mặc dù sự thật ra sao thì không ai biết, khó quá. Tôi thực sự không làm bất cứ tội ác nào. Tôi không phải là tội phạm. Tất cả đều là tin đồn bịa đặt. Ai sẽ tin những gì tôi đang nói?" Đây là bài đăng Jung Jong-ji viết vào năm 2017, sau khi anh vướng vào bê bối tấn công tình dục. Vào thời điểm đó, cáo buộc tấn công tình dục đã hủy hoại toàn bộ danh tiếng và sự nghiệp của sao nam. Một khoảng thời gian sau, Jung Jong-ji lên tiếng cho biết chính công ty quản lý đã dàn dựng scandal này để đánh bóng tên tuổi cho anh, song lại nhận phải phản ứng ngược từ phía công chúng. Theo tiết lộ, chính chị gái Jung Jong-ji đã đăng tải lại bài viết này lên Instagram của anh một lần nữa để làm sáng tỏ lại scandal năm xưa cho em trai mình. Trước đó, sự ra đi đột ngột của Suli khiến làng giải trí Hàn Quốc đóng băng, không khí u ám bao trùm. Sự khắc nghiệt và cực đoan của một bộ phận không nhỏ khán giả tại xứ sở Kim Chi đang dồn nghệ sĩ vào đường cùng. Chỉ cần một lần bạn hát chệch nhịp sẽ bị chỉ trích như một kẻ bất tài, hay một lần đi trễ đã là quá đủ để bị coi thường suốt sự nghiệp. Suli đương nhiên không phải ngoại lệ, bởi ngay trước khi qua đời, nữ ca sĩ từng phải gánh chịu hàng hà sa số lời miệt thị ác độc như tội đồ, kẻ tâm thần, loại con gái dơ bẩn, thần tượng hết thời. Lạ lùng thay, khi cô tìm đến cái chết để giải thoát thì những lời lẽ kia lại tráo trở thành niềm tiếc thương khôn xiết. Suli từng thừa nhận bản thân mắc phải chứng bệnh trở ngại tâm lý, một dạng thể của bệnh trầm cảm mà không ít nghệ sĩ đang phải chịu đựng. Việc hẹn hò cùng bạn trai chênh lệch nhau 14 tuổi cũng trở thành đề tài khiến nữ ca sĩ chịu áp lực lớn từ dư luận trong thời gian dài. Cộng hưởng cùng tác động từ những lời chỉ trích cay nghiệt về sở thích mặc đồ gợi cảm quá đà, Suli bắt đầu có biểu hiện đờ đẫn và thường xuyên khóc không rõ lý do trong những lần livestream. Trước đó, nữ ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ những nội dung tiêu cực và bi quan trên trang cá nhân. Đứng trước áp lực dư luận, Suli từng một lần tự tử không thành vào năm 2016. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn với vết cắt dài 5cm trên cổ tay. Nhưng đến cuối cùng, nữ ca sĩ vẫn chọn cái chết là lối giải thoát duy nhất khi mới ở độ tuổi 25. Đôi khi những lời lẽ bộc phát trên mạng được gõ ra bởi cái đầu vô tư, không mảy may suy nghĩ lại hủy hoại cuộc đời của những con người đang phải mang vác trọng trách nặng nề là người của công chúng. Giá như những nghệ sĩ ấy được yêu thương sớm hơn thì biết đâu họ vẫn còn cống hiến và cũng không còn những giọt nước mắt muộn màng, những hối hận về sự sân si.